Xin chào quý vị và các bạn. Sau đây tôi xin chia sẻ về quy trình bảo dưỡng và vệ sinh quầy hút mùi phòng xông hơi. Để vệ sinh quầy hút mùi phòng xông hơi, chúng ta cần một thang chữ A, tô vít và cọ năm phân và một dĩa lau cùng thùng đồ nghề. Bây giờ chúng ta bắt đầu tiến hành vệ sinh quầy hút mùi phòng xông hơi. Đầu tiên chúng ta mở miệng hút của quầy ra. Chúng ta dùng cọ vệ sinh xung quanh quầy. Sau đó chúng ta dùng khăn lau lại. Và chúng ta kiểm tra coi ống có bị lạnh không, chúng ta sẽ làm. Tiếp theo chúng ta bắt đầu vệ sinh miệng hút của quầy. Xong xong chúng ta bắt đầu gắn lên lại. Vừa xong tôi đã chia sẻ cho quý vị và các bạn cách bảo dưỡng và vệ sinh quầy hút mùi phòng xông hơi. Tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị.